Tâm cũng không nên hồi hướng phi tâm, phi tâm không nên hồi hướng đối với tâm, tâm cũng không nên hồi hướng đối với tâm. Vì sao? Kiểu thi ca, vì phi tâm tức là bất tư nghì tức là phi tâm. Cả hai loại như vậy đều vô sở hữu, trong vô sở hữu không có nghĩa hồi hướng. Kiểu thi ca, tâm không tự tánh, tâm sở cũng vậy. Tâm và tâm sở đã không tự tánh, nên tâm cũng không có nghĩa với hồi hướng tâm. Kiểu thi ca, các đại Bồ Tát nên quán như vậy, thì gọi là bát nhã ba la mật đa sâu xa của đại Bồ Tát. Lúc ấy Thế Tôn khen ngợi Thiện Hiện: lành thay, nay ông khéo vì các đại Bồ Tát mà tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa, cũng hay khuyến khích các đại Bồ Tát siêng năng hoan hỷ tu tập bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, con đã biết ơn sao lại không đáp đền? Vì sao? Vì thời quá khứ chư Phật và chúng đệ tử đã vì các đại Bồ Tát mà tuyên thuyết sáu pháp ba la mật đa bằng cách thị hiện, dạy dỗ, hướng dẫn, khen ngợi, khích lệ, hoan hỷ, an ủi, kiến lập để cho họ được cứu cánh. Khi ấy Thế Tôn cũng học ở trong đó, này đã chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, truyền pháp luân vi diệu, làm lợi ích cho chúng con. Vì vậy ngày nay con phải theo lời Phật dạy, vì các đại Bồ Tát mà tuyên thuyết sáu pháp ba la mật đa cũng thị hiện, dạy dỗ, hướng dẫn, khen ngợi, khích lệ, hoan hỷ, an ủi, kiến lập, làm cho họ được cứu cánh, mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, truyền pháp luân vi diệu đến tận đời vị lai, làm lợi ích an lạc cho tất cả hữu tình, thì mới gọi là đền đáp được ân đức kia. Bấy giờ cụ thọ Thiện Hiện lại bảo trời Đế Thích: kiểu thi ca, ngài hỏi vì sao đại Bồ Tát nên an trụ bát nhã ba la mật đa. Ngài hãy lắng nghe, lắng nghe, tôi sẽ vì ngài mà nói. Các đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa nên an trụ vào chỗ chưa từng an trụ. Kiểu thi ca, giác uẩn cho đến thức uẩn, giác uẩn cho đến thức uẩn là tánh không. Các đại Bồ Tát, các đại Bồ Tát là tánh không, hoặc tánh không của giác uẩn cho đến thức uẩn, hoặc tánh không của các đại Bồ Tát, tất cả như thế đều không hai, không hai phần. Kiểu thi ca, các đại Bồ Tát đối với bát nhã và là mật đa sâu xa nên an trụ như vậy. Kiểu thi ca, nhãn xứ cho đến ý xứ, nhãn xứ cho đến ý xứ là tánh không, sắc xứ cho đến pháp xứ, sắc xứ cho đến pháp xứ là tánh không, nhãn giới cho đến ý giới, nhãn giới cho đến ý giới là tánh không, sắc giới cho đến pháp giới, sắc giới cho đến pháp giới là tánh không, nhãn thức giới cho đến ý thức giới, nhãn thức giới cho đến ý thức giới là tánh không, nhãn xúc cho đến ý xúc, nhãn xúc cho đến ý xúc là tánh không. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tánh không. Địa giới cho đến thức giới, địa giới cho đến thức giới là tánh không, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên là tánh không, vô minh cho đến lão tử, vô minh cho đến lão tử là tánh không, vô minh diệt cho đến lão tử diệt, vô minh diệt cho đến lão tử diệt là tánh không. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa là tánh không. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không là tánh không. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chợt như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ là tánh không, cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi là tánh không. Thánh đế khổ tập diệt đạo, thánh đế khổ tập diệt đạo là tánh không. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo là tánh không. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc là tánh không. Tám giải thoát chín định thứ đệ, tám giải thoát chín định thứ đệ là tánh không. Pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện là tánh không. Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, tịnh quán địa cho đến Như Lai địa là tánh không. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa,
cực hỷ địa cho đến pháp vân địa là tánh không. Nằm lại mắt sáu phép thần thông, nằm lại mắt sáu phép thần thông là tánh không. Mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng là tánh không. Pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, pháp không quên mất tánh luôn luôn xả là tánh không. Tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa là tánh không. Thành văn độc giác vô thượng thừa, thành văn độc giác vô thượng thừa là tánh không. Dự lưu cho đến Như Lai, dự lưu cho đến Như Lai là tánh không. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là tánh không. Các đại bồ tát là tánh không, hoặc tánh không của nhãn xứ cho đến trí nhất thiết tướng, hoặc tánh không của các đại bồ tát, tất cả như vậy đều không hai, không hai phần. Kiều thi ca, các đại bồ tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa nên an trụ như vậy. Khi ấy trời Đế Thích hỏi Thiện Hiện, vì sao đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không nên trụ chỗ nào? Thiện Hiện đáp: Kiều thi ca, các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không nên trụ sắc uẩn, không nên trụ thọ tưởng hành thức uẩn. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện, như vậy cho đến không nên trụ trí nhất thiết, không nên trụ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không nên trụ đây là sắc uẩn, không nên trụ đây là thọ tưởng hành thức uẩn. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện, như vậy cho đến không nên trụ đây là trí nhất thiết, không nên trụ đây là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không nên trụ sắc uẩn cho đến thức uẩn là thường hay vô thường, hoặc vui khổ ngã vô ngã, tịnh bất tịnh, không bất không, hữu tướng vô tướng, hữu nguyện vô nguyện, tịch tĩnh bất tịch tĩnh, viễn ly bất viễn ly. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện, như vậy cho đến không đền trụ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là thường hay vô thường, hoặc vui khổ ngã vô ngã, tịnh bất tịnh, không bất không, hữu tướng vô tướng, hữu nguyện vô nguyện, tịch tĩnh bất tịch tĩnh, viễn ly bất viễn ly. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không nên trụ quả dự lưu là sự hiển hiện vô vi. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện, không nên trụ quả nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật là sự hiển hiện vô vi. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không nên trụ dự lưu là phước điền đáng nhận sự cúng dường. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện, không nên trụ nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ tát Như Lai là phước điền đáng nhận sự cúng dường. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không nên trụ sơ địa. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện, không nên trụ đệ nhị địa cho đến thập địa. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không nên trụ lúc mới phát tâm rồi nghĩ như vậy, ta nên viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, ta nên viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, ta nên viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, ta nên viên mãn tám giải thoát, chín định thứ đệ, ta nên viên mãn pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, ta tu gia hạnh đã viên mãn rồi vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, ta đã đắc chánh tánh ly sanh rồi nên an trụ ở địa vị bất thối chuyển của Bồ Tát, ta nên viên mãn năm thần thông của Bồ Tát, ta trụ năm thần thông của Bồ Tát viên mãn rồi nên du hóa đến vô lượng vô số cõi Phật để đảnh lễ chiêm ngưỡng phụng sự cúng dường chư Phật Thế Tôn, lắng nghe chánh pháp của chư Phật, rồi như lý tư duy để giảng rộng cho người khác.
ta nên trang nghiêm thanh tịnh quốc độ như chỗ ở của mười phương Phật an lập hữu tình. Ta phải biến hóa quốc độ như chỗ ở của mười phương Phật an lập hữu tình. Ta phải giáo hóa các loại hữu tình để họ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, hoặc đắc niết bàn, hoặc ở cõi lành. Ta phải đến vô lượng vô số cõi Phật thân cận phụng sự chư Phật Thế Tôn, lại dùng vô biên hoa hương chuỗi anh lạc, tràng phan lọng báu, âm nhạc, y phục, thức ăn, nước uống và các vật dụng khác để cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Ta phải an lập vô lượng vô số vô biên hữu tình, giúp họ đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không còn thối chuyển. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nên trụ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu năm loại mắt thanh tịnh, đó là nhục nhãn, thiền nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn. Không nên trụ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu sáu phép thần thông thù thắng, đó là cảnh trí thông, thiên nhãn trí thông, thiên nhĩ trí thông, tha tâm trí thông, túc trụ tùy niệm trí thông, lậu tận trí thông. Không nên chủ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu tất cả pháp môn tam ma địa thủ thắng, đối với các đẳng trì tùy tâm tự tại muốn an trụ. Không nên chủ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu tất cả pháp môn đà la ni thủ thắng, đối với các tổng trì sự nghiệp đã làm đều được tự tại. Không nên chủ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Không nên chủ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ, để thân được trang nghiêm, khiến cho các hữu tình ai thấy đều hoan hỉ, chiêm ngưỡng không biết nhàm chán, tự thân được lợi lạc. Không nên chủ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Không nên chủ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thông đạt các pháp nhưng không chấp trước, không chướng ngại. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nên trụ đây là tùy tín hành, đây là tùy pháp hành, đây là bậc đệ bát, đây là bậc dự lưu còn 7 lần sanh trở lại, đây là gia gia, đây là nhất gian, đây là bậc tề thủ cho đến đoạn tận phiền não thọ mạng mới dứt. Đây là dự lưu định, không phải là pháp đọa. Đây là pháp trung gian vào niết bàn. Đây là nhất lai chỉ đến thế gian này một lần dứt trừ hết khổ. Đây là bất hoàn hướng, đây là bất hoàn quả. Qua bờ kia mới được vào niết bàn. Đây là A-la-hán hướng, đây là A-la-hán quả. Quyết vào vô dư niết bàn hiện tại. Đây là độc giác, đây là Bồ Tát vượt hơn địa vị thanh văn độc giác, vân vân. An trụ địa vị đại Bồ Tát, tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hiểu rõ tất cả pháp, tất cả tướng, rồi đoạn trừ hẳn sự tương tục của tất cả tập khí kiết sử phiền não, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, được thành đấng Như Lai ứng chánh đẳng giác đầy đủ oai lực lớn, rồi chuyển pháp luân vi diệu làm các Phật sự độ thoát vô lượng vô số hữu tình, giúp họ chứng đắc niết bàn hoàn toàn an lạc. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nên chủ ý nghĩ như vậy. Ta phải khéo tu bốn thần túc, rồi an trụ đẳng trì thù thắng như thế. Do đẳng trì này mà ta tăng trưởng thế lực để thọ mạng của ta được dài lâu suốt hàng hà sa đại kiếp. Không nên chủ ý nghĩ như vậy. Ta phải hưởng được tuổi thọ vô lượng vô biên. Không nên chủ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu 32 tướng, mỗi một tướng này có trăm phước trang nghiêm, hữu tình nào thấy được đều sanh lợi lạc lớn. Không nên chủ ý nghĩ như vậy. Ta nên thành tựu 80 vẻ đẹp, mỗi một vẻ đẹp này đều có vô số vô lượng việc thủ thắng hiếm có, hữu tình nào thấy được thì sanh lợi ích lớn. Không nên chủ ý nghĩ như vậy. Ta phải an trụ một cõi thanh tịnh trang nghiêm, cõi ấy rộng lớn như hàng hà xa thế giới khắp mười phương. Không nên chủ ý nghĩ như vậy. Ta phải an tọa trên một tòa bằng kim cương, tòa này lớn bằng 3.000 đại thiên thế giới. Không nên chủ ý nghĩ như vậy. Ta phải ngồi dưới cội bồ đề, cây này phải cao rộng to lớn với nhiều bảo vật quý báu, nơi ấy thường tỏa ra mùi thơm vi diệu tràn khắp, khiến cho người nghe mau chóng
chóng diệt trừ tâm tham sân si, vô lượng vô biên thân bệnh cũng được lành. Ai được nghe hương của cây bồ đề này thì xa lìa suy nghĩ về thanh văn độc giác, chắc chắn chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Không nên trụ ý nghĩ như vậy, nguyện cho tôi sẽ được cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh, cõi ấy thật trong sạch, không có các thứ cấu uế. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Lại nữa, kiểu thi ca, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nên trụ ý nghĩ như vậy, nguyện cho tôi sẽ được cõi Phật thanh tịnh, trong đó hoàn toàn không chấp trước tên gọi âm thanh của sắc uẩn cho đến thức uẩn, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh nhãn xứ cho đến ý xứ, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh sắc xứ cho đến pháp xứ, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh nhãn giới cho đến ý giới, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh sắc giới cho đến pháp giới, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh nhãn thức giới cho đến ý thức giới, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh nhãn xúc cho đến ý xúc, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh địa giới cho đến thức giới, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh vô minh cho đến lão tử, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh tám giải thoát chín định thứ đệ, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh tịnh quán địa cho đến như lai địa, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh nằm lại mắt sáu phép thần thông, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh mười lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh 32 tướng 80 vẻ đẹp, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh thanh văn độc giác đại thừa, cũng không chấp trước tên gọi âm thanh dự lưu hướng dự lưu quả cho đến Bồ Tát Như Lai. Vì sao? Vì còn dùng có sở đắc làm phương tiện. Vì sao? Vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác thì chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, hiểu rõ tất cả pháp hoàn toàn vô sở hữu, tên gọi âm thanh đều bất khả đắc. Khi các đại Bồ Tát đang trụ ở bậc bất thối chuyển, cũng thấy các pháp hoàn toàn vô sở hữu, tên gọi âm thanh đều bất khả đắc. Kiểu thi ca, đây là các đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa chỗ trụ như vậy mà không có trụ tướng. Kiểu thi ca, các đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa tùy theo thật tướng nên trụ mà không nên trụ, vì dùng vô sở đắc làm phương tiện, phải nên học như vậy. Khi ấy Xá Lợi Tử nghĩ như vậy: nếu đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp đều không nên trụ, thì tại sao nên trụ bát nhã ba la mật đa sâu xa? Cụ thọ thiện thiện biết tâm niệm của Xá Lợi Tử liền nói: ý tôn giả thế nào, tâm của chư Như Lai thì trụ ở đâu? Xá Lợi Tử đáp: tâm của chư Như Lai hoàn toàn vô sở trụ. Vì sao? Vì tâm của chư Phật không trụ sắc uẩn cho đến thức uẩn, không trụ nhãn xứ cho đến ý xứ, không trụ sắc xứ cho đến pháp xứ, không trụ nhãn giới cho đến ý giới, không trụ sắc giới cho đến pháp giới, không trụ nhãn thức giới cho đến ý thức giới, không trụ nhãn xúc cho đến ý xúc, không trụ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không trụ địa giới cho đến thức giới, không trụ nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, không trụ vô minh cho đến lão tử, không trụ cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi,
Không trụ bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, không trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, không trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không trụ cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, không trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, không trụ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, không trụ bốn tịnh lợi, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không trụ tám giải thoát, chín định thứ đại, không trụ pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, không trụ tịnh quán địa cho đến như lai địa, không trụ cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, không trụ năm loại mắt sáu phép thần thông, không trụ mười lực như lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không trụ 32 tướng 80 vẻ đẹp, không trụ pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, không trụ tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tà ma địa, không trụ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì tất cả pháp bất khả đắc. Như vậy thiện hiện tâm Như Lai đối với tất cả pháp, hoàn toàn vô sở trụ cũng chẳng phải không trụ. Lúc đó cụ thọ thiện hiện nói với Xá Lợi Tử: các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng đều như vậy, tùy trụ bát nhã và là mật đa mà đồng với Như Lai. Đối với tất cả pháp, tâm vô sở trụ cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tùy trụ bát nhã ba la mật đa, nhưng đối với sắc uẩn chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Đối với thọ tưởng hành thức uẩn cũng chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Như vậy cho đến đối với trí nhất thiết chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì sắc vân vân pháp không hai tướng. Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa, tùy theo tướng chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Dùng vô sở đắc làm phương tiện nên học như vậy. Bấy giờ trong hội chúng có các thiên tử suy nghĩ, lời lẽ câu chú của các dược xoa vân vân nhiều loại khác nhau, tuy ẩn mật nhưng chúng ta còn có thể hiểu rõ được. Tôn giả thiện hiện thuyết bát nhã và là mật đa sâu xa, mặc dù dùng nhiều lời lẽ chỉ bày rõ ràng nhưng sao chúng ta lại không hiểu nổi. Cụ thọ thiện hiện biết được tâm niệm của các thiên tử liền bảo: các vị thiên tử, những gì tôi đã nói các vị không hiểu nổi sao? Các thiên tử đáp: đúng vậy, đúng vậy, câu cú và ý nghĩa của bát nhã ba la mật đa sâu xa mà tôn giả đã nói đối với chúng tôi thật là khó hiểu.